Có thể bạn không biết, cảnh sát Nhật Bản đã phải mất 3 ngày để tìm ra nghi phạm vụ án nam sinh Hải Phòng. Cộng đồng mạng Việt Nam chỉ mất đúng 5 giây để tìm ra Facebook của hắn. What? Nhìn thì cũng giống người có tiền đấy, nhưng mà là tiền án tiền sự nhé. Quá chuẩn luôn. Biết tiếng Việt không mày? Không thì để tao dịch cho nhé. Ba da xe a gui ẩn con đi nê do, pe do, ép din do, cờ di mi nờ. Mới thấy anh em trong group Tokyo Baito comment là anh em Việt Nam có nên dạy cho cảnh sát Nhật một khóa tìm hung thủ không? Nói thì bảo khoe chứ Việt Nam chúng tôi đặc vụ ngầm mang số hiệu 037. Mình phải công nhận về độ nhanh hơn trước của cộng đồng mạng Việt Nam. Ai ở Nhật sẽ rõ, cảnh sát Nhật chỉ dình để hỏi thẻ gai, với bắt xe đạp là nhanh thôi. Ở Việt Nam thì thằng kia còn không kịp về nhà chào bố mẹ nó rồi. Sức mạnh của cộng đồng mạng thật không thể tin được. Cộng đồng mạng Việt Nam được ví như Google vậy. Ôi trời ơi! Phải nói trí thông minh tầm phá án của Việt Nam ta nó vượt tầm thế giới, xuyên mọi lục địa. Wow! Cảnh sát Nhật lúc này. Ở Việt Nam thì bắt luôn trong đêm rồi, mấy anh Nhật chỉ đóng phim là giỏi. Nóng, phát hiện một thanh niên có tên Duma ngang nhiên ra ngoài mua sinh tố lúa mạch về cho chủ, bất chấp giãn cách còn không đeo khẩu trang và thông chốt. Chó nhà mình ngủ đến 12 giờ trưa mới chịu dậy ăn cơm, lại còn nằm điều hòa. What the hell? Một cảnh sát đã nhìn thấy cảnh tượng và bắt giữ đối tượng khi được hỏi về lý do của hành vi này còn đáp trả mạnh mẽ, go, 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 nhưng do cán bộ không hiểu gì nên được thả về. Hả? Chiếc chó này cute ghê, còn chiếc chó nhà mình ngoài cắn dép ra chả làm được cái gì. Đấy là mùa COVID mới được chạy tung tăng thế này, chứ ngày thường là mấy anh chạy Exciter hỏi thăm ngay. Dặn mua cả mồi mà mày quên, chủ liền nhìn mày và mắt sáng lên. Chó xách tao còn đi được thì thông chốt thoải mái. Có nhớ chưa? Tao phải đưa ngay cho con chó nhà tao xem, để nó tự vả vào mỏ của nó. Tin buồn, nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59 sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ, người dân luôn yêu thương và luôn nhớ về người nghệ sĩ tuyệt vời. Vĩnh biệt bác vẫn luôn nở nụ cười lạc quan tới cuối đời. Cả một biển muối hài miền Bắc, nhớ những lần hai chú ra phố đi chơi vung tay quá chán quá đi. Lúc hấp hối tôi sẽ nói với con cháu, ông chôn 50 cây vàng ở dưới sông chết, he he, lũ nhỏ sẽ dành cả đời đi đào một cái củ lều gì đó nếu có thật. What? Nói đến, ở dưới, nhưng đợi mãi vẫn nếu chết. Tao đã nhớ kiến thức này và để dành cho con cháu tao sau này. Tao cũng muốn yêu con cháu tao như thế, nhưng giờ người yêu không có thì con cháu đâu ra cơ chứ. Hình ảnh ông sau khi nó đào chúng vàng thật. Rồi chúng nó đào thế đéo nào lại đào chúng cả kim cương. Lúc đó ông bê lai. Hương của ông sẽ được con cháu đưa vào toa tết để thờ cho ông mau thức tỉnh. Và sau này là những ngày tháng kinh hoàng khi hôm nào cũng gọi hồn ông lên. Và sau khi giáp năm, tôi sẽ hiện về và nói, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ba chấm, và lặn mất đi.
nhớ là nói xong chết ngay chứ còn sống là tụi nó đánh chết, ăn ở mất dạy mà đòi con cháu có hiếu. Năm con vẹt bị đuổi khỏi công viên vì dạy nhau chửi thề và thi nhau chửi khách tham quan. Bọn vẹt này có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam à? Mình có nên bặt lông nó không mọi người? Những ngày tháng kinh hoàng, tao vẫn còn nhớ vị của cái nước súc miệng được đựng trong cái chung trên bàn thờ. Không liên quan nhưng thằng đầu hàng không đeo khăn quàng, bố mày ghi vô sổ. Thế rốt cuộc em dội cái gì? Anh có bị làm sao không đấy? Lần nào cũng hỏi em thích ăn gì, nhưng em bảo thích ăn bún hải sản thì trở đi ăn lòng lợn, thích ăn vịt nướng thì lại đòi đi ăn bún ốc, có liên quan gì không? Trưa nay lại hỏi, em đã bảo đi ăn xôi thập cẩm thì cuối cùng trở thẳng đến quán bánh cuốn. Vì anh thích ăn bánh cuốn. Nani? Thế thì hỏi ăn bê à? Người đàn ông thương bạn, anh ta sẽ thay đổi vì bạn. Còn nếu anh ta không thay đổi, thì bạn đổi anh ta luôn. Người như vậy còn có người yêu thì tại sao mình lại không có vậy? Lần sau có hỏi, em muốn ăn gì, thì em hãy trả lời, hãy đưa em đi ăn món mà anh thích, và thằng khác sẽ thay anh dẫn em đi ăn món em thích. Thời tiết này mệt quá, em ốm rồi anh ạ. Anh cũng thế, đau đầu suốt từ sáng đến giờ. Chồng nhà người ta thấy vợ ốm thì hỏi han, rồi đi mua thuốc mua đồ ăn đến cho, đằng này lại còn kêu ca ngược lại, chán không còn gì để nói. Sao anh không ốm trước hay ốm sau đi, lại ốm vào đúng lúc này, anh không thấy xấu hổ à, anh để người yêu anh mệt rũ rượi ra như thế này, không nói được lời nào mà chẳng có viên thuốc nào cho vào miệng à, anh thật quá đáng, chia tay. What? Kiểu kiểu gì? Chúc mừng bạn Hen DJ đã có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Đứng top 2 là bạn Duyên Ami. Ngoài ra top 10 bạn sau: Hai Nguyên, Vũ Đức B Lốc, Đức Nguyễn, Cường Nguyễn, Thành Thanh, Trần Tùng Xuân, Anh Tú Nguyễn, Thợ Săn, Thu Vui, NTP B Lốc cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.